Khách đến chơi nhà Khách đến chơi nhà Khách đến chơi nhà Ôi trời ơi rồi đấy. Anh Cầm Anh có nhà không ạ ôi nghe giọng thân thiết quá có phải là họa sĩ, thi sĩ, nhanh sĩ, đồng hồ sĩ Lê Tiến vẹn không à? ạ? Dạ, vâng. ừ, Bác chào em thì... nhiều chức quá. Vâng vâng. Còn vâng. thiếu mỗi bệnh sĩ thôi ạ. À. Vâng vâng. Xin vâng. mời anh vào. Ôi giỏi rồi. Dạ. Anh đang nói chuyện với ai mà sôi nổi mà có vẻ như là cũng nhà thơ đấy. À, nhà đạ. thơ thì mới hỏi lẩm cẩm đấy. Ủa. <laughs> Nhưng, mà... Dạ. <laughs> Nhưng mà không phải thơ ca. Chuyện à, này nó lại nó lại hơi văn xuôi, thậm chí nó hơi kịch tính tí. À. Tức là ông hỏi thế này. Vâng. Có một cái đám cưới bọn tôi cùng đi. dạ. Thì ông lại hỏi là tôi mừng bao nhiêu? Wow. để ông ấy mừng theo tôi vâng. cái khổ quá cái quan lệ là có cái tôi mừng ít lại thành nhiều mà ông ấy mừng nhiều lại thành ít vâng. nó tùy quan lệ đúng không đúng rồi đúng đúng thế, thế tôi cũng đang trả lời lung tung đây mày có anh vào được thế thì đây em biết cũng... anh đến chơi mà, vâng. tôi đã pha vào trên nước rất vâng. là ngon rồi vâng. đấy. đấy xin mời anh uống đi trà ngon đấy. lắm đấy vâng. được không cứ đến anh cầm lần nào cũng được uh, uống trà ngon vâng để được hầu bao nhiêu chuyện hay vâng cái chuyện anh đang bàn về vấn đề đám cưới ấy thì thực thực với bác là em cũng hôm nay là sau cái chuyện trò với anh thì em cũng phải đi một đám cưới bây giờ đấy ạ thế thì anh có phải thăm dò ai không hay là tùy cái mối quan hệ của anh chứ đúng không em cũng đang thăm dò bác <cười> <cười> cũng nhà thơ anh ạ vâng anh chị thì uh, cưới con đầu cháu sớm vâng thế bây giờ mà uh, quan hệ thì uh, thực sự ra chị cũng chỉ là văn chương thôi chứ ừ. còn có uh, gia đình thì cũng không đến nỗi thân thiết lắm ừ. thế nhưng mà anh chị mời bây giờ thì cũng là cái chỗ mà gọi là đồng nghiệp thì bây giờ là cũng phải tính toán thế nào cái phong bì làm sao nó phải vừa đúng với cái uh, mức độ quan hệ rồi các thứ cái ấy nó còn dễ hơn ạ vâng cái bố quan lệ thì tôi giải quyết dễ vâng. nhưng mà khổ này là, có một lần thì chính thằng con tôi phát hiện vâng nó bảo thế bố không nhìn tiếp mời à? à thế bảo đọc rồi ừ. ngay chưa bảo bố nhìn xem ừ. cái địa điểm này vâng. đến khách sạn năm sao đấy bố ạ vâng. thế tôi bảo tôi chết rồi thế mà đến khách sạn năm sao thì mình nghĩ là cái sự đóng góp của mình này này nó chưa được nửa cánh sao thế thì cắt quá ấy bây con bảo thế này thì theo thiền lý của con mà để nó lấp lánh một tí mà bố lên cho gấp ba vào nếu bố thiếu con có thể cho bố vay nó khó thế đấy chứ không phải đơn giản đâu Nên không phải bệnh sĩ nữa anh ạ mời này cái nghệ sĩ của mình muốn làm cái gì nó cũng đẹp nó trọn vẹn anh ạ thế thì không hiểu là vượng với cái cách là thi sĩ họa sĩ vượng có thấy thế không à, em cũng hôm nay cái khách mời của em cũng là khách sạn năm sao đấy Ôi, trời đấy giờ tôi không, không có ý gì cả và, và thú thật là mỗi khi đúng là như anh nói là mỗi lần mở cái phong bì ra mình phải biết họ mời mình ở đâu đấy ba sao bây giờ là có lỗi thời rồi anh ạ bây giờ phải năm sao ba sao Ôi. có khi nó không hạnh phúc rồi vâng đấy, đấy nó, năm sao nó hạnh phúc có thỏa là anh sao mà vâng. theo cái quan niệm của họ lấy gì mời này Thế... mình thì không ngại cái chuyện này. đến năm mươi sao tôi với ông trả giá năm mươi sao mà vâng. tôi với ông đến mà mừng tập thơ cũng xong ông mừng bức tranh cũng được vâng. người ta biết cái giá trị của mình tập vâng. thơ của mình vâng. nó còn hơn các sao dạ. thế nhưng mà lại khổ thế cứ theo phong trào thì, thì mệt lắm vâng. thế thì này vâng. giấy vắn tình dài vâng. gặp nhau hôm nay trong những ngày mà chuẩn bị và sắp chúng ta vào mùa xuân rồi vâng. mà, mùa xuân là mùa cấy xin mà. Vâng. thế thì này đúng là cái chuyện mà gặp vượng mà thì mình lại nhớ đến những cái đám cưới không phải chỉ bây giờ đâu vâng. mà mình chứng kiến với vượng đâu hay phải đi dự đâu vâng. được đi dự vâng. Được. Vâng. mà là đúng cả thế. những đám, đám cưới xưa kia nữa hôm nay là gặp nhau thì sẽ bàn muôn chuyện xoay quanh cái đám cưới xưa vào đây. Quãng thời gian đẹp nhất của đời người là thanh xuân và một trong những ký ức đẹp nhất thời thanh xuân, ngày trọng đại nhất, ngày cưới. anh vượng hỏi mà câu rất là chân tình thôi nhưng mà cái này nó không phải là bí mật gì cả anh vượng ấy họa sĩ và thi sĩ mà tôi rất là yêu mến ấy anh cưới năm bao nhiêu nhỉ dạ em cưới năm một nghìn chín trăm tám chín như là cái thời đấy là thời đói khổ nhất vì chúng ta đang trong cái giai đoạn đấy. mà vừa mới bước ra khỏi thời bao cấp và bắt đầu vào thời kỳ mà đổi mới vâng vâng cho nên là tất cả mọi thứ nó còn rất là nhạt nhòa à, và vâng. đấy là thời kỳ mà mình vẫn còn ăn bo bo vẫn còn ăn những cái thứ mà cũng rất là vất vả vâng đấy cho nên là Hồi đấy thì em cưới là vợ em thì lại ở tận tỉnh xa. Nên việc đưa đón dâu là cả một câu chuyện. Ừ. Hồi đấy thì may có ông bác làm bộ ngoại giao. Thì bác ấy uh, mượn được cho một cái xe 12 chỗ. Uh, xe ừ. mà chuyên chở các chuyên gia. Sang trọng đấy. Sang trọng đấy. Đấy bây giờ nó là cả một chuyến phi cả cơ đấy. một chuyến đấy phi, cơ. phi cơ. Đúng không? Vâng, nhưng mà mà anh kể mình, tiếp đi. Mình tôi phải đổ xăng. Mình phải đổ xăng à, đấy. Vâng, vâng, vâng. Thế là uh, mà chọn người đi để đi đón dâu là chỉ chọn được mấy người thôi còn đâu phải đổ các thứ ở trên xe vì là do vội vàng cho nên là đi thì quên pháo quên cả rượu Ôi trời, thế thì là thế để đi mà đường đến giờ. thành phố uh, thái nguyên minh trường nhớ ra thì phải rẽ vào thành phố và đi vào trong chợ để mua pháo hồi đấy là vẫn có pháo anh ạ vâng ừ, vâng may thì mua được cái bánh pháo ở đấy mừng với mấy hai rượu thì không mang đi ở nhà cho nên mua tạm ở trong chợ thì rượu nút lá chuối anh ạ chứ chẳng có nhãn mát gì Thủ công nó đậm đà bản sắc dân tộc vâng, ừ, đậm đà mày quá đạp, đạp. thế nhưng mà khi mà đến đón dâu thì phải đốt pháo từ ngoài để báo cho nhà gái biết là nhà trai đến có rổ không trời Sợ ơi nó toàn xịt đấy ạ đấy tôi biết ngay mà đấy cổ mua pháo dởm mười quả xịt mới có một quả đùng ui <laughs> tôi cũng có một quả nổ thế, được thế nhà gái bảo tại sao nhà trai quê ở bình đà làng pháo mà tại sao pháo lại chán thế kia lúc họ nói thế thì bên bên nhà trai của anh cũng ngượng nhỉ vâng mà chưa kể họ còn duy tâm họ bảo pháo xịt nó đấy. sẽ báo hiệu một điều không tốt không may ừ, mắn ừ đấy nhưng mà may quá cho đến ngày hôm nay hai vợ chồng hai đứa con gái xinh đẹp và công việc mọi tự rất là suôn sẻ hóa ra là uh, pháo xịt nó vẫn có cái uh, duyên của nó chứ không phải là cứ nổ mà là mà, duyên mà rượu nút lá chuối rượu nút nó, lá chuối nó vẫn cứ ấm áp vẫn ấm áp bình thường tôi sợ sau rất cái đơn cuộc, sơ. cuộc nói chuyện khách đến cho nhà này mà được. nhiều người nghe được mà khai bắt đầu là thành cái phong trào mà rượu cưới là <laughs> phải nút lá chuối, nút là, là pháo thì cứ phải <laughs> 10 quả mới có một quả nổ <laughs> à, thì, thì, cuộc sống nó mới viên mãn Vâng, anh vợ ạ à, tôi tin rằng ít nhất trong cuộc đời cầm cây cọ họa sĩ của anh vừa anh làm 10 cái phong lắm là, là ít 10 lần anh cho các chữ t lồng với chữ m chữ c lồng với lại, lại chữ h D, như, thế đấy. đấy, bác phải cộng thêm hai số không nữa cho em vâng vâng à, tức là cái thời mà mà bao cấp có những tối là em chạy số 3 đám cưới á. không những mà làm nó vui vâng nhưng mà nó vui bởi vì là mình chỉ bằng cái đôi tay, bằng vài cái tờ giấy màu mình xé, mình dán, mình vẽ, mình đắp. Nhưng mà nó rất là khác biệt. Cái trang trí nó ấn tượng đến tại bây giờ các vâng, Tôi đấy. thấy rất nhiều phong bây giờ loằng ngoằng lắm, vâng. treo những cái bóng miếc cái gì nhỉ? Nhưng mà không bằng một cái đôi chim bồ câu ngậm cảnh hoa bay. Đẹp vô cùng ấy ạ. Tức lòng đấy. Mấy hai đứa này có một ông đẹp ra như tôi đứng đọc tơ đó thì <laughs> ông bảo là quá hay, quá đỉnh. À, đúng không? Vâng. Tức là không, không cần phải phải tôi ca sĩ hay cái gì cả. Tôi đọc cho mấy em cười ấy mà lại cũng giày mà, về cũng lại cũng nói, <laughs> nhưng mà lo no cái tâm hồn, được. Được. còn lại cái câu chuyện mà hai anh em mình trao đổi mà lo phong phú để nó cảm động thế nào mà, được. và nó xôn xao nào nước nào mà, được. thì tôi nghĩ là cái nỗi xôn xao nao nước khi nhắc về đám cưới thời xưa mà là không của riêng ai đâu, thế bây giờ này anh đã chứng kiến và anh đã, đã biết được những cái đám cưới nào của cái thời chiến mà mà nó gây ấn tượng cho anh không? Được. Thưa mình, anh là cái đấy thì không bao giờ quên được vì cả cái tuổi thơ là em sống ở quê đi sơ tán. Vâng vâng. Tuy rằng nhỏ thôi nhưng mà rất háo hức với những cái uh, lễ hội hay là những cái đám cưới ngày xưa. Vâng. Đám cưới ngày xưa ở quê có thể nói như là ngày hội ấy, ạ. bởi vì không có điện cho nên là đám cưới ngày xưa người ta dùng cái đèn măng sông. Vâng. đấy và bọn trẻ con cứ quay xung quanh để rất là kỳ lạ và người ta cứ bơm 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 xong một lúc sau người ta châm thế mà nó thành lên một cái đám cưới mà nó sáng rực cả cái sơi. vâng, vâng. thứ hai là trong đám cưới ngày xưa cả bà con làng nước những người mà có cái gì thì người ta được tham gia chẳng hạn như bàn ghế là đi mượn hết à. chứ không có chuyện đi thuê phong đám cưới thì có thể là dùng bằng mà mượn phong của hợp tác xã có một cái phong mà mà nó cứ dán dính lằng nhằng bởi vì là nó được vâng, sử dụng vâng. hàng nhiều lần rồi tất cả các cái cỗ cưới thì là do hàng xóm rồi mọi người những người khéo tay thì đến cùng làm đặc biệt anh ạ vui nhất là bữa bắc giạp Đấy cái, bắc anh ấy, anh. đấy cái bắc giả của anh anh đấy cái cái việc ấy mà vâng. nó không phải chỉ của cái gia đình cô dâu chú rể đâu vâng. mà là việc của cả làng cả, cả, cả nước làng cả, cả làng. Vâng. phải như thế nào mới được dựng bạn mà vâng. tức là cũng phải trai tài gái sắc vâng. mà là khỏe mạnh khỏe mạnh thì mới vâng. được dựng vâng. bạc mà mới đầu còn chưa có kinh nghiệm tôi biết rằng là còn dựng cái bạt nó 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 dày vâng. anh <laughs> ạ và có lúc là cái que thì lại chống đỡ lúc ấy mà Đúng. thì mọi người đang vui ở dưới bờ thì nó rơi một phát nó nó rơi thì nó lúng búng vào dưới bờ nó người đổ mà. Cũng bùng nhung nhung <laughs> nó bàn. nó nặng không ra đó. được nhưng sau đó thì cuối cùng mới thay bằng những cái 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 đồ đó gọi là, là thời hơn. chiến thời như chiến, chiến. như là vải dù này à, đấy, đấy đấy thì nó nhẹ nhõm mà gió nó bay trông lại lãng mạn anh ạ vào tiệc cưới rất đơn giản nhưng mà đấy. sau bây giờ vẫn nhớ ạ cái vị kẹo Kẹo, kẹo cứng bột, kẹo bột kẹo bột vẫn còn cứng bây giờ à, rồi trà xanh rồi thuốc lá nữa vâng. mà đâu có dễ anh ạ. Vâng. để lên được một cái bao tam đảo hay vâng. bao điện biên mà thì cái đám cưới nó sang trọng lắm. Vâng. Anh là họa sĩ mà chắc anh nhớ là bên cạnh đôi chim đấy này hạnh phúc. Vâng. Hạnh phúc này lại còn có một dòng chữ là vui duyên mới không, không quên, quên nhiệm vụ. vụ. Không đúng không? Anh à, vâng. à, vâng. à, chức phận của cô dâu chú rể của trong đám cưới đấy thường là những người đang công tác có thể là À, dân quân du kích hay cũng có thể là anh bộ đội cũng có thể là người công chức nhưng mà tất cả họ ở trong tư thế về chúng ta là thời chiến vâng đúng rồi. cho nên cái nhiệm vụ được đặt lên là luôn sẵn sàng cho nên là dù trong đám cưới vẫn phải không quên nhiệm vụ nhiều đôi anh ạ khi tổ chức đám cưới xong là mỗi người một phương chính xác anh ạ à. anh ấy lại trở về tiền tuyến cô ấy lại trở về với đội uh, sản xuất đấy mà đúng như anh nói mà cưới trong cái tư thế mà nằm à. bên nhau nhưng mà trong tư thế lên đường nhiều khi là cái cái gian cái, cái nhà hạnh phúc mà đấy. Nó, nó không phải được như bây giờ ấy ạ ông này trong một nhà nó nhỏ là hai cái võng mắc không xong cuốn võng vào mà đấy. theo hướng xuống mà đi thôi <laughs> đi mà. Đúng, rồi. đúng rồi thế thì này tôi nhớ cái bài thơ của phạm tiến duật không phải là những người cô dâu chú rể không không khao khát cái đẹp đấy. không có khá khát cái sự uh, lấp lánh đâu cái sự thăng hoa cái sự rực rỡ của đám cưới đâu đấy. nhưng mà thời chiến làm sao mà rực rỡ mà Mà đấy. lấp lánh được đấy. Đấy. gọi máy bay đến đấy à cho nên là cái bài lửa đèn anh duật nói rất đúng đấy. tức là khi đất nước yên bình rồi hết chiến tranh rồi vâng. nếu bạn may mắn anh còn sống thì anh sẽ đưa em đến ngôi nhà đèn hoa lấp lánh đấy là phòng cưới của chúng mình anh sẽ làm cái đèn kéo quân thật đẹp in hình những người ừ. những cảnh ừ. hôm nay để cái cuộc hành quân nào còn trong bóng tối sẽ hiện muôn đời trên mặt ngọn đèn ừ. xoay. tuyệt vời đúng yeah. là anh ruột là đã mường tượng ra một cái không khí hạnh phúc mà sau cái ngày trở về trong cái đèn kéo quân đấy vâng trong cái đèn kéo quân đấy tuyệt vời ạ anh thấy đồ mừng hồi đấy thế nào hay không tiếp tục nồi này ừ. hoặc là chậu nhựa này chậu nhựa cà này. mèn này có <laughs> đúng không thậm chí này nữa thế... lốp xe đạp oai ừ, chưa ừ. xăm xăm đấy là tiêu chuẩn cảm một... vẫn vâng. được à, mấy bác, quý công tác người ta, ta mới được, được. Vâng. thế người ta tặng mà mà nó ấm bát nó cảm động không Tức em là... vẫn giữ được cái gối mà các bạn em học phổ thông tặng cho hai vợ chồng ừ. Ừ. có đôi chim câu bây giờ dù nó đã hoen ố với thời gian nhưng mà cái đôi chim câu đấy và cái tấm lòng của các bạn bè ngày em đấy thì đối với em nó vẫn là cái kỷ vật thiêng liêng nhất trong đám cưới của em nó là năm tháng, tháng nó là thời gian Đúng nó không? là ký ức nó là ký ức ừ. cái những cái <laughs> câu chuyện về đám cưới ngày xưa thì vô vàn những cái ký ức nhưng mà vui mặc dù trong thiếu thốn nhưng mà cái tình người nó đầm thắm và nó rất thật cả các này ạ tuy là vật chất gian nan như thế ạ mà... điều kiện tôi nhưng mà là nó mang lại ý nghĩa tinh thần rồi đúng không anh rồi, chính ý, xác ý nghĩa ạ. tinh thần nó vẫn còn lắng động trong mình nó bền lâu bởi vì nó nó quan tâm đến cái phần hồn đúng rồi. còn cái đám cưới ngày hôm nay ừ nó nặng về phần xác ừ. nặng về hình thức anh vì anh nói thì tôi sốt ruột và bức xúc quá rồi. tôi bàn luôn vào đám cưới tới ngày nay tức là này thấy đám cưới kia nó ở khách sạn sao thì, thì mình cũng mình phải cũng sao. sao thấy rồi. nó giết bê mình, mình phải cũng phải giết bê rồi. thế thì này một trăm năm cưới là tôi chả thấy màu sắc cả tôi bảo đảm bây giờ là những người đi bảo là tháng này em đi 10 năm cưới rồi mày thấy năm cưới hai mặt ghẹt thôi yeah. em em thấy nhạc ầm ầm xong rồi rót rượu xong rồi cắt bánh gato tô bánh. thế xong rồi đổ rượu từ chai nọ, xong rồi dọn sang chai, chai kia sang, sang chai kia thế xong rồi cô dâu chú rể, thì xong năm phút đứng trên cấu thì đi hết mâm nọ bên kia yeah. xong rồi mấy ông à lại đây chạm khóc người ta để ra con về yeah. tức là em chẳng nhớ được cái gì cả tức là không ấn tượng vậy ạ sao đấy anh nhỉ nó thành công nghệ nó thành người hạnh phúc à thứ nhất là các đám cưới đều thông qua các cái tổ chức hay là các cái nhà hàng người ta phải thuê mướn ở các cái địa điểm như vậy và các nơi này thì người ta sẽ tổ chức theo mỗi cái quy mô mà người ta đã về là sẵn mâm thì tròn mâm thì vuông đúng không thế rồi là cách thức nhưng quỵ chung thì nó đều thành một cái form mà như anh nói sẽ bao giờ có cái màn là <laughs> cô dâu chú rủi lên rồi bố mẹ lên xong rồi là cắt bánh rồi là cái rượu rót thế rồi nhưng xin thưa mấy anh rằng có ai ăn cái bánh đấy không ạ Đấy. có ai uống cái rượu mà được rót ra ở đấy không? tôi thấy nó có một cái gì nó không phải vâng. nó không phải đạo, không phải lý. Được. thế xong rồi là MC thì nói quên quẩn lại tôi đi giống nhau, thay một tên coi ừ. thôi. còn hoàn toàn như thế, cái thứ hai họ lấy cái lọ lục bình, gia đình cũng MC chợ. nói easy. Okay. thế thì ông bạn tôi đi mời em cưới về mà chả nhớ được gì là phải bảo là, tôi nhớ là tôi thoát chết trở về đây, tôi đi đám cưới lại căng thẳng. bảo thế này thì mày còn khổ hơn thời chiến nhỉ <laughs> Anh <cười> cầm đã có đám nào mà anh đi về xong anh vẫn phải ăn cơm nhà? đa số chính xác ạ. tại vì này em có thế đấy đa số đi ạ ừ. không đa số là mình chuẩn bị ở nhà rồi mình đi em cưới bẻ à? cứ tuổi bình thường mình thông báo đình mà bảo bay đi em cưới mấy con mặt ghê thôi mà. sao thế mà chắc đến lại đọc thơ nhiều chứ khổ nào có đọc thơ có thơ mà đọc 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 phúc đúng không nhưng mà này đa số thế ạ đến không phải để mà ăn nữa đến để chứng kiến được cái công nghệ mà ừ. muốn ăn cũng ăn được bởi vì muốn ừ... nghe cũng nghe được đám đấy cưới ạ. ngày xưa tất cả người ta đến đám cưới thì ai cũng biết nhau nhưng đám cưới ngày hôm nay anh ngồi cùng mơ, anh có biết những người ngồi với anh là ai không? Họa sĩ Lê Tiến Vượng chứng tỏ là có con mắt rất là thám tử. <laughs> đến 90% khách mời là cha mẹ của cô dâu, chú rể ừ, mời. Có đúng không? Vâng. Ừ. cho số đó là cô dâu và chú rể không biết đến, không biết đến, không biết đến ai, ai cả à. Và còn lại một cái phần rất là nhỏ khoảng độ 20 đến 25% phần trăm ấy thì cô dâu chú rể biết biết tên ừ. xong chỉ gặp một hai lần trong trong quãng đời của trong họ thôi và nếu mà cái lần mà đến chạm cốc mà vâng. chào bác ạ vâng. là lần thứ ba đấy <laughs> đấy nó như một cái uh... thủ tục hành là chính thủ tục hành đưa nhau phong là chính. bì xong để... rồi về xong nhiệm vụ mà về về ra khỏi cửa là ba chân muốn càng chạy cảng chạy, chạy khỏi tiếng mc ừ. chạy khỏi tiếng nhạc bởi ừ. vì này lên hát là có phải hát những bài hạnh phúc đâu những vâng. bài đánh nhau những vâng. bài linh tinh vâng. 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 ngày xưa tôi còn nhớ là những năm mới ngày xưa mà hát những bài nó nước ngoài mà rất là hay à, ạ paloma đấy bây giờ mà còn cả năm anh em trên chiếc xe tăng, trên cưới anh ạ anh xong đang ấy, 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 ấy. À, xong rồi chuyển sang cải lương xong thì thỉnh lại lại ngôn tình nữa có khi nào rời xa này sau khi nào chia ly này khi nào chia tay này thế thì này đúng này là rất, rất là, là, là sô bồ, sô bồ quá Lộn nó tạp nham quá mà, mà cái việc thiêng liêng cho anh cái cột mốc người ta đã phải dựng cột mốc cái ngày cưới thiêng liêng như thế mà nó trọng đại thế nó là cái bước ngoặt từ cái tình cảm yêu đương sang cái tình cảm vợ chồng đến, đến cái hạnh phúc thì máy ừ. ấm hạnh phúc gia đình mà ừ. mà cuối cùng biến thành mà cuộc chạy cái đua vì sao chạy đua tôi nghĩ là có yếu tố thương mại đổ bộ chính xác không đúng rồi anh nói của ừ. tôi cái điều yếu, yếu tố thương mại này. tôi chính cảm xác. thấy thế sao ấy bố mẹ đứng ra làm gì ừ. để thu nhập à bố mẹ bảo là tôi bỏ ra làm làm đóng cái anh chị con. Ừ. tôi muốn mời ai thì mời ừ. và phong bì tôi phải cầm ừ. Còn tôi cho anh chị bao nhiêu này tức là dựng một cái vở cho hai diễn viên à mà hai diễn viên diễn viên tồi ừ. đóng xong không hiểu phải đóng vai gì nữa mà cái vở này thì ai cũng diễn như nhau, cho đấy. nên là cái như anh nói là vấn đề thương mại hóa nó đang xâm chiếm vào các cái cuộc vui và trong các lễ hội và đặc biệt là trong các đám cưới ngày hôm nay trong khó khăn thì chúng ta thấy rằng uh, cái đám cưới ngày xưa nó nặng về phần hồn đúng rồi đúng còn rồi. bây giờ thì nó nặng về phần xác à, anh thấy không? đúng đúng tức là chúng ta cứ chăm chú vào cái miếng ăn, đúng chăm chú vào cái cái mắt, uh, chăm chú vào những cái và rất là hình thức xác thịt Mà trong khi ta quên là cái phần hồn trong đám cưới chúng ta thấy không ai được nói những Đúng người rồi. có muốn chúc tụng cũng không có Đúng tất rồi. cả các nhà tổ chức nó làm hết Đúng nó rồi. nói những cái điều mà cũng cũ rồi. rồi người ta chỉ nhăm nhăm là nhanh ăn xong về hết hết giờ để còn đám sau nó chuẩn bị vào đấy đấy, đấy thì đấy nó là vấn đề thương mại hóa rõ ràng cái công nghệ cưới mà hiện đại ấy mà Đúng. mang cái phô phô trương rối rắm lãng phí như anh vừa nói mà Đúng. nó chỉ làm phiền cho thế nào thôi mà không có biết công nghệ gì mang đám cưới của con ra để kiếm lãi để rồi là để thương mại hóa làm những chuyện như này thì liệu hạnh phúc nó có vui vẻ nó có thể viên mãn được không anh? đấy mang mấy trăm ra phải tính là nên ừ. mang ba bốn trăm ra mình đã tu lại được ít nhất là năm trăm không thì sáu trăm nhưng mà này lãi gì không lãi nhưng mà tôi tóm lại là lỗ hạnh phúc rất vâng. lỗ vâng. có lãi thế nào bờ để con nó, nó mất đi hạnh phúc của nó mà mà vâng. mang đây mà nó báo điểm cái điểm không lành nhá vâng. chỉ thấy thương mại mà không thấy thương yêu con gì cả chính xác phải đặt cái giá trị Đúng của rồi. cái tình yêu đấy cái hạnh phúc đấy lên ừ. trên tất cả mọi thứ thì ở đây lại đặt cái thương mại lên trên cho nên những câu chuyện này nó sẽ còn dài còn dai nó đang đi từ phố xuống quê anh ạ. mở thế này đăng cái ta phải mời bạn của cô dâu chú rể chứ đằng này cậy à cũng phải cậy mà là có quyền chi tiền này. tôi bỏ tiền ra thì tôi có quyền quyết định định đoạt đám cưới của anh chị ừ. không Hai biết là người... cái cái cuộc nói chuyện của anh em mình có lan tỏa đến ai không bọn tôi tha thiết từ tâm hồn đến trái tim mà mong mọi người là hãng hứng hướng về những cái đám cưới nó mang đến hạnh phúc mà cũng cần phải cao xa gì đâu hãng bình dị như ngày xưa thiêng liêng trân trọng như ngày xưa tất cả cái tình làng lễ xóm tình thân của họ hàng mà một củ số hào chúng ta cũng làm nên được niềm vui nhưng mà Chính một con là gà mang đến mừng năm cưới mà thuốc, Đấy. một cái kẹo vẫn ngọt đến ngày hôm nay và vẫn đừng bao giờ hôm nay. đừng bao giờ vì cái sự lãng phí chạy đua về thương mại mà làm mất đi cái gì đó thiêng liêng Biến năm cưới trở thành một cái, cái sự hãi hùng cho cả cái đôi lứa lẫn rất nhiều người được nhận tiếp cưới giống như ông bạn nhà tơ sáng nay của tôi sáng dậy sớm bởi vì này ông ấy chưa bao giờ được mời về đám cưới ở khách sạn năm sao cả tôi tin là đến giờ phút này ông vẫn đang lúng túng vẫn đang thăm dò và thậm chí là ông không thể không đi được đúng không? Chốc nữa tôi sẽ gọi điện lại vì có cái cũng phải tương trợ cho ông một tí Được chưa? chưa? nhưng mà này rõ ràng là gây mới sự hãi hùng cho những người nhận được tiếp ừ. và cũng gây mới sự hoảng loạn mất mất niềm tin của những đương sự cô dâu chú rể đó Thấy ừ. ạ. Thế thì căng thẳng quá ạ tuy nhiên cũng có nhiều đám cưới của các bạn trẻ ở đây được tiến hành theo cái hướng tích cực cả ạ à. ờ, rất đáng biểu dương vì như đám cưới sau khi đăng ký kết hôn này cô dâu chia sẻ sẽ đưa nhau ờ uh, tới những cái cảnh đẹp của đất nước này và tới những cái cái nơi mà rất là ấm áp địa chỉ mà... văn mà... hóa địa chỉ văn hóa hay là những cái nơi văn hóa như là ờ uh, văn miếu đấy luôn rồi là nhà hát lớn vâng những công trình văn hóa đấy vì thông qua đám cưới đấy người ta có thể quảng bá được những cái địa chỉ văn hóa của hà nội thủ đô mà rất là thanh lịch và thứ hai là bây giờ đám cưới nào càng giản dị càng được mọi người quý mến qua đây em nói là con gái em sắp cưới vâng cháu cũng nói luôn là đây là đám cưới của con vâng và con sẽ chủ động trong cái việc này cho nên khách mời là chủ yếu là khách của con và cái việc đấy là việc bố mẹ phải để cho con làm, làm chủ tôi nhất trí hoàn toàn và và. nói luôn là con sẽ ghi trong cái thiếp cưới đấy là sự có mặt của các bác các anh các chị là phần thưởng là quả cưới lớn nhất của con Thế thì thế này nhá, có trên có dưới mà chúng ta cũng phải vâng. thống nhất với phương châm vâng. chỉ định chỉ định vì cháu là người chỉ ý vâng. mà đám cưới cháu chị, không, không có cháu được cưới con, ai hay. hãy để cho các con thế thì nào? nếu không may mà anh chị lê tiến vượng có nhã ý mời tôi mà vâng. cũng phải xin phép cháu vâng. hay dũng cảm trao cho các con cái quyền đấy vì nó đã trưởng thành rồi nó quyết định cái đám cưới của nó không phải là dũng cảm Muốn làm cho lại là nhau hắn tỉnh táo công vâng. bằng được vâng phải dũng cảm nữa anh ạ tỉnh à, táo à. nhiều chứ nhiều người tỉnh táo lắm nhưng không dũng cảm sao không làm dũng không làm sao ạ cũng cảm mới trao được còn tỉnh táo chưa trao được đâu anh à thế à thì đấy là cái mà mình cũng mong muốn một thông điệp đến những các cái uh, đôi uyên ương trong cái mùa hà nội chim làm tổ năm nay hoặc những cái đám cưới để làm sao vui duyên mới không quên nhiệm vụ hay là vui duyên mới không quên covid <laughs> đúng rồi đúng rồi đây thì không tôi nghĩ thế mà vui duyên mới nhưng không quên được vai trò đúng rồi đúng rồi là hạnh phúc đặt lên trên hết chính xác qua cuộc trò chuyện em mình cả vượng mới cầm đều mong muốn gửi đến quý vị thính giả cái điều này đúng không đúng dù đời sống hiện đại có thay đổi quan niệm của chúng ta thế nào nữa thì kết hôn vẫn luôn cần cần rất cần giữ được cái vẻ đẹp truyền thống cái hồn cốt mang ý nghĩa thiêng liêng của nó với cái mảnh đất ngàn năm văn hiến của chúng ta. chúng ta đúng không đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. thế còn về cách tổ chức một đám cưới theo đúng nghĩa của nó mà nó phải phù hợp với cuộc sống hiện đại vừa giữ được những nét đẹp trong văn hóa truyền thống làm cái điều mà rất là, là, là cần phải chú trọng và nói tiếp những cái thông điệp anh em mình đã gửi uh, các bạn trẻ hoàn toàn có thể lựa chọn một cái không gian không cần phải rộng rãi quá không cần phải phô trương quá nhưng mà vẫn mang được cái vẻ đẹp vẻ sang trọng và mời được rất là đầy đủ những cái vị khách của mình không cần phải số đông áp đảo nhưng mà gần cái khuôn mặt chúng ta đều đã, đã, gặp, đã gặp đã nhìn đã vui khuôn mặt thân quen thế thì này tôi nghĩ rằng là cái hạnh phúc ấy, nó phải được xây dựng bền chặt trong cái hồn cốt của dân tộc và những đám cưới, cưới xưa mà gian khó bỏ qua, khói lửa, khói đạn vượt qua thì là dạy cho chúng ta một điều mà càng giản dị, càng dân tộc thì lại càng, càng hạnh phúc. Ừ, đúng anh? Ừ, Chương trình khách đến chơi nhà với chủ đề đám cưới xưa và đây xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.